thanh hay, hát nhẹ. Tại anh theo dõi nhiều, anh thấy giao hàng uy tín. Anh quyết định đặt đây. Xin chào cả nhà, hiện tại máy này Long Phát Audio đang có mặt tại Gò Dầu Tây Ninh để bàn giao dàn loa LB2250 Pro cho gia đình anh bé. Dàn loa LB2250 Pro đây là dàn loa mới được máy này Long Phát Audio nâng cấp lên. Anh bé thì cũng có chia sẻ trực tiếp với máy này Long Phát Audio, anh đã theo dõi máy này Long Phát Audio cũng đã được hơn 1 năm rồi. Nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp đến thì anh bé quyết định chốt dàn loa LB2250 Pro. Đây cũng là lý do máy này Long Phát Audio đang có mặt tại nhà. Nhà mình đang xem video, nếu yêu thích dòng sản phẩm này có thể là inbox trực tiếp cho máy này Long Phát Audio để được tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất. Bây giờ mấy anh sẽ test lại chất âm của dàn loa, mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass test. Preparing and initiating vocals test. Ôm em vào lòng bao đam mê.
chất âm của dàn loa LB250 Pro thì hiện tại bên đây Long Phát Audio đang hướng dẫn cho anh bé cách sử dụng dàn loa một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Thay mặt công ty Long Phát Audio, cảm ơn gia đình anh bé và quý khách hàng trên toàn quốc luôn quan tâm, yêu mến và đồng hành cùng Long Phát Audio thời gian qua. Bye bye.